bác đang được lắng nghe một bộ cấu hình âm thanh dưới 10 triệu. Ngày hôm nay bên trung tâm điện tử Anh Phương xin trân trọng phối ghép và gửi tới các bác một bộ cấu hình âm thanh cực chất đến từ những thương hiệu lớn để cho các bác có thể tham khảo. Trước tiên các bác hãy để ý một cặp loa mang thương hiệu của BIK. Cặp loa này chắc chắn các bác cũng sẽ thấy rằng là nó khác với những cặp loa BIK các bác thấy trên thị trường, bởi vì cặp này rất là hiếm. Anh Phương thì luôn luôn sưu tầm những hàng siêu độc, siêu hiếm và đặc biệt là phải có chất âm hay. Tiếng bass của con này rất sâu và rất là êm ái. Các bác hãy cùng trải nghiệm một chút. Anh Phương sẽ dừng nói để các bác cùng nghe xem là cái tiếng bass của nó hay thế nào. Cặp loa này là một cặp loa của hãng BIK. Và nó đặc biệt là cái gì các bác có biết không? Đặc biệt ở đây các bác này. Con này là đời cao nhất hiện nay trên thị trường về của BIK. Mã BS998. Dòng loa đến từ Nhật Bản. Công suất trung bình đánh 400W. Đánh cực đại lên đến 1000W. Đánh ở trở kháng 8 ohm. BIK Japan. Nó Nhật thì chắc các bác đã biết chất của nó rồi đúng không? Cặp loa này là cặp loa đời, anh Phương nhắc lại cho các bác là cặp loa này là cặp loa đời hết số của BIK. Đời cao nhất đấy các bác. Cặp này thì kể cả nghe nhạc và hát rất chất. Quá hay. Cặp loa này sử dụng một quả của nó nha các bác nhé. Một quả của nó là gồm một bát, hai năm, hai chung, hai tép. Bình thường thì cặp loa BIK các bác mua cặp loa rẻ tiền thì đời thấp thì nó chỉ có một chung một tép thôi, hai tép. Nhưng mà con này thì nó có hai chung hai tép, đây là dòng loa 3 đường tiếng. Cho nên tiếng của nó khác hoàn toàn luôn các bác. Và được kết hợp với một con âm ly của hãng BTS với mã là PA506H. Con này với 4 cửa ra loa nó có thể đánh được cho các bác hai cặp bát 2 năm thoải mái. Đây là dòng âm ly của Hàn Quốc BTS. Với 4 cửa chỉnh nhạc độc lập. Cửa 1, cửa 2, cửa 3, cửa 4. Và có echo và con nút chỉnh echo riêng. Chế độ echo của nó rất dẻo và rất là mượt. Anh Phương sẽ thử phần echo cho các bác nghe. Echo của nó rất là mượt các bác. Alo, 2, 3, no, 4, 5, 6, 2, 3, no. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã đa hiên số chung mình. Alo, 2, 3, no. Echo rất là mượt và chống hú rất tốt. Kể cả anh Phương để sát như thế này các bác thấy rằng là cũng không hú đúng không? Âm ly nó phải như thế các bạn. Hai đường nhạc riêng biệt độc lập các bác nhé. Nhạc độc lập luôn. Chỉnh nhạc riêng biệt. Hay lắm các bạn. Đây là đường meter nó cũng chỉnh riêng luôn. Đường tổng này chỉnh riêng luôn. Kênh 1, kênh 2, kênh 3, kênh 4 chỉnh riêng. Cho nên là con này nó giống như con 506 của Jaguar. Echo ngọt, chống hú tốt. Công suất thoải mái cho các bác phối ghép một bộ cấu hình gia đình. Đấy.
các bác thấy rằng anh Phương đang sử dụng một bộ mic có dây của Sepo SR79. Đấy. Cặp loa này hiện tại đang có giá là 4 triệu đồng. Âm ly đang có giá là 4 triệu 500 ngàn đồng. Và bộ mic dây này có giá 600 ngàn đồng. Và các bác cộng tổng bộ này vào nó mới rơi vào có khoảng độ hơn 9 triệu một chút. 9 triệu 100 ngàn đồng. Như vậy là đây là một bộ cấu hình âm thanh đầy đủ 3 giải bát, trung, tép. Và đặc biệt là đều là những dòng loa và những dòng âm ly hết số của các thương hiệu này. Rất rẻ nhưng mà rất hay các bạn. Đánh ở không gian rộng nhưng mà nó rất là chất các bạn. Và đặc biệt là các bác, anh Phương thích cái gì các bác biết không? Anh Phương rất thích ở cái hệ thống đèn nháy của nó này. 4 cái kênh này, 4 cửa ra đèn nháy rất là đẹp. Các bác có thể gọi cho anh Phương với số máy 0971998555. Bộ cấu hình âm thanh này có giá khoảng độ 9 triệu 100 ngàn đồng. Các bác nào mà xem được video này gọi sớm cho anh Phương sẽ là chủ nhân của cặp loa BK đời cao nhất của BK. Và với này một con âm ly BTS của Hàn Quốc. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.